Hello, xin chào toàn thể chị, chào mấy anh chị trở lại với kênh Ichimoku Stock để giao lưu với em nhất một cái video cuối tuần ngày hôm nay chị nhá. Anh chị theo dõi video thì nhớ giúp em nhất một like, một team để ủng hộ cho kênh cũng như là khích lệ tinh thần em nhất và anh em trong team ở trên kênh. Tiếp tục ra những cái video chia sẻ anh chị một cái góc nhìn khách quan nhất về vị thế các nhóm ngành cổ phiếu cũng như là vị thế cổ phiếu trong giai đoạn tới để thuận lợi cho cái việc mua bán anh chị trong ngắn, trung và dài hạn trong giai đoạn tới anh chị nhá. Bên cạnh đó thì nếu như anh chị có mã cổ phiếu là cần sự hỗ trợ, anh chị có thể bình luận phía bên dưới để em nhất và anh em trong team có thể là chia sẻ anh chị thêm các mã cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm anh chị nhé. Anh chị nhớ like, nhớ thả team ở bên dưới phần mô tả cũng như là phần top chat anh chị nhé. Trong cái video ngày hôm nay thì nhất cùng anh chị cập nhật lại vị thế một số cổ phiếu của nhóm ngành năng lượng, là một trong những cái nhóm ngành giai đoạn vừa qua dòng tiền vào cực kỳ tốt cả về ngắn hạn và trong trung hạn. Thì sau những nhịp rung lắc điều chỉnh như thế này thì vị thế xu hướng của các cổ phiếu năng lượng ở trong ngắn, trung và dài hạn có thay đổi hay không, và cập nhật thêm những cái vị thế mua gia tăng hoặc là mua thêm hoặc là mua mới đối với anh chị trong ngắn, trung, dài hạn trong thời gian tới anh chị nhé. Thì nếu anh chị chưa có người đồng hành thì có thể đồng hành cùng em nhất và anh em trong team để tham gia những room khuyến nghị mua bán và quản lý danh mục cho anh chị một cách rõ ràng và cụ thể nhất anh chị nhé, để giúp cho anh chị hạn chế thiệt hại ở trên thị trường, tối ưu hóa lợi nhuận trong ngắn, trung và dài hạn trong giai đoạn tới anh chị nhé. Ok, bên cạnh đó thì ngoài những cái video live stream thì anh chị cũng có thể là tham gia những cái room Zalo bằng cách quét QR code bên góc phải màn hình này để tham gia những cái room Zalo, chia sẻ anh chị những cái điểm mua gia tăng kịp thời đối với diễn biến của thị trường nhé. Đó, trong giai đoạn vừa qua, ngay cả các cái nhóm cổ phiếu năng lượng thì Nhất cũng chia sẻ anh chị giai đoạn vừa qua rất nhiều những cái điểm mua trong ngắn hạn, thậm chí là cả trung hạn rồi, và cả trên những cái video ở trên kênh YouTube đúng không, những cái điểm mua tương đối là đẹp ở trong ngắn hạn cũng như là thuận lợi cả về trung hạn nữa, cơ hội cả về trung hạn nữa đó. Vậy thì với những nhịp rung lắc điều chỉnh như thế này, chúng ta review lại với các cổ phiếu của nhóm ngành năng lượng, đặc biệt là dầu khí và nhóm ngành điện trong giai đoạn hiện tại nhé anh chị nhé. Ok, anh chị theo dõi livestream thì theo dõi video thì nhớ giúp em nhất một like một tim anh chị nhé, nếu anh chị thấy video là hữu ích, đặc biệt anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhé anh chị nhé. Rồi, cổ phiếu đầu tiên về năng lượng, cổ phiếu dầu khí đi đó, là một trong những nhóm cổ phiếu mà Nhất đánh giá tương đối tích cực cả về ngắn hạn và trung hạn. Thì trong video này thì Nhất cập nhật cho anh chị hai cái cổ phiếu mà Nhất đánh giá tương đối mạnh và dòng tiền vào tương đối tốt ở trong kênh tăng trong trung hạn cũng như là trong dài hạn đúng không chị, là cổ phiếu BVB và cổ phiếu BSR đúng không chị. Giai đoạn vừa qua thì chúng ta vẫn luôn củng cố tinh thần với nhau về một cái kênh xu hướng chủ đạo đối với BSR sau nhịp tạo đáy vào đầu năm 2023. Thì đến thời điểm hiện tại đối với BSR thì đáy đã tạo rồi và vẫn duy trì trên kênh xu hướng tăng cả về trung hạn cả về ngắn hạn, đặc biệt là sau những cái nhịp mà bật tăng breakout nền giai đoạn hiện tại tầm khoảng 10 14 tuần gần nhất, lực cầu thanh khoản gia tăng trong ngắn hạn cũng đang tương đối tốt đúng không chị. Như vậy thì kênh xu hướng của BSR ở trong ngắn hạn và trung hạn thì vẫn đang duy trì tương đối tốt đúng không chị, đặc biệt là cái nhịp ngắn hạn dòng tiền vào tương đối tích cực sau một nhịp bật tăng từ quanh tầm khoảng 18 cộng trừ tiệm cận lại lên quanh tầm khoảng 25 cộng trừ, như vậy tăng được 7 giá đúng không chị. Tăng 7 giá thì nhịp này đang tích lũy trở lại đúng không chị, tích lũy trở lại đó. Nhịp trước chúng ta cũng chia sẻ với nhau rất nhiều các cái vị thế rồi, ngay cả các cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí nói chung cũng vậy, thì cái kênh xu hướng các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí thì vẫn đang duy trì một kênh xu hướng tăng xuyên suốt từ đầu năm 2023 đến thời điểm hiện tại đúng không anh chị. Đó, cái nhịp mà chúng ta lấy BSR vào cuối tháng 12 năm 2022 và đầu năm 2023 đúng không? Những nhịp chúng ta lấy cổ phiếu BSR và tạm thời chúng ta xác định nó vẫn là một cái kênh xu hướng ở trong kênh trung dài hạn là tốt đúng không? Với những cái phiên mà biên độ tăng giá tốt, với những cái tuần mà biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tốt là yếu tố tích cực cho thấy là dấu vết những dòng tiền lớn nó vẫn đang mua vào áp đảo so với lực cung tiết ra trên một cái kênh xu hướng tăng của BSR trong trung và dài hạn vẫn duy trì được. Những nhịp rung lắc điều chỉnh càng ngày càng cạn cung, đó là cơ hội cực kỳ lớn đúng không anh chị, cho thấy là áp lực bán ra không nhiều và thậm chí là dòng tiền lớn cũng như là khối lượng
dòng tiền lớn bán ra là không nhiều và tiệm cận lại quanh cái vùng hỗ trợ mạnh trên trung dài hạn. Thì nhịp vừa qua chúng ta cũng chia sẻ với nhau là đó, quanh cái vùng 18 anh chị nào nhặt để nắm giữ, vừa phòng thủ vừa nắm giữ trong trung dài hạn cực kỳ thuận lợi quanh giá 18, đúng không? Để chuẩn bị cho nhịp breakout nền này đó, bật tăng, đúng không anh chị? Đó, như vậy BSR kênh trung hạn tích lũy bật tăng tương đối tốt và kênh ngắn hạn cũng đang trên kênh xu hướng tăng là tốt, đúng không anh chị? Đó, đối với những cái phiên mà biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng cực kỳ tốt, đó, với những nhịp rung lắc điều chỉnh những áp lực bán ra này cũng không nhiều, đó, đang tích lũy biên, đúng không? Nhịp vừa qua chúng ta có lấy một số vị thế gia tăng thêm ở trong ngắn hạn cũng như trong trung hạn, đó, đặc biệt là quanh cái vùng hỗ trợ mạnh 16 tháng 5, chia sẻ anh chị gia tăng đối với cổ phiếu BSR, đúng không anh chị? À, đây đúng không? Cổ phiếu BSR đây anh chị. Đó là nhịp gia tăng cái điểm mua này, đúng không anh chị? Tiếp đến những cái điểm mua gia tăng tiếp theo là những điểm breakout như thế này, đó. Là cái phiên đâu đó là phiên ngày 22 tháng 5. Đúng không chị? Đây có chia sẻ anh chị này. Đó, anh chị nào có lỡ tàu BSR thì có thể nhặt luôn 20.3, 20.5. Đây là những cái room giao lưu mở, anh chị có thể quét QR code bên góc phải màn hình này để chúng ta nhận những cái thông tin, những cái điểm mua gia tăng tiếp theo hoặc là những điểm mua tiếp theo đối với các cổ phiếu ở trên thị trường này nha. Anh chị có thể quét ở đây. Đó, thậm chí cái nhịp mà BSR breakout lên này thì Nhất chia sẻ anh chị vẫn có thể lấy được quanh tầm khoảng 20.3, 20.5. Đó. Và trong giai đoạn này đối với BSR nó đang tích lũy trở lại thì cái vùng biên bên dưới là cái vùng mà trung bình giá nhà đầu tư 3 tháng rưỡi gần nhất. Đúng không anh chị? Trung bình giá của dòng tiền mua trong vòng 3 tháng rưỡi gần nhất và 6 tháng gần nhất. Đó, quanh cái vùng 21.3. Đúng không chị? Nhịp vừa qua cũng chia sẻ anh chị thêm cái điểm mua trong ngắn hạn đối với BSR là 21.5 cộng trừ quanh giai đoạn này. À, đối với BSR trong nhịp này cũng vậy. Kênh tăng trong ngắn hạn vẫn duy trì được. Kênh tăng trong trung dài hạn vẫn duy trì tốt. Và đặc biệt là tầm khoảng 10, 12 đến 13 tuần gần đây là anh chị thấy là những phiên mà biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tương đối là tích cực, tương đối tốt. Đó. Cho thấy là bước vào cái nhịp tăng cả về ngắn hạn, cả về trung hạn. Đúng không anh chị? Sau khi kéo được một nhịp từ 18 mà lên đến 25 như vậy tăng được 7 giá. Đúng không anh chị? 7 giá tương đương với đâu đó tăng tầm khoảng 30 đến 40% thì nhịp này đang tích lũy trở lại, xây lại cái nền, có khả năng là xây lại cái nền quanh cái vùng này, biên cản là 25, biên hỗ trợ mạnh là quanh tầm khoảng 20.5 đến vùng 21. Đúng không chị? Đó, cái nhịp vừa qua này, đánh những nhịp trong ngắn hạn sideways trong biên độ này, anh chị cứ tiệm cận này quanh cái vùng biên bên dưới, quanh tầm khoảng 21.5 cộng trừ là vùng anh chị có thể nhặt được. Đó. Vùng này là vùng hỗ trợ cực kỳ mạnh, trung bình giá nhà đầu tư tầm khoảng 3 tháng rưỡi đến 6 tháng. Anh chị thấy không ạ? Với nhịp rung lắc điều chỉnh đó, tiệm cận này về tầm khoảng 21.7 thôi, nó có lực hồi bật tăng trở lại. Đó. Cho nên Nhất cho rằng ở trong giai đoạn này, đây cũng là một cổ phiếu có dòng tiền vào tương đối tốt. Ngoài BSR thì có cổ phiếu OI cũng vậy. Nhịp vừa qua cũng chia sẻ anh chị khá nhiều các điểm mua cổ phiếu OI. Đó. Nhưng thời điểm hiện tại này OI nó tiệm cận lại vùng cao thì Nhất sẽ đâu đó là canh nó, đâu đó là rung lắc điều chỉnh có vùng giá hấp dẫn hơn, đó, an toàn hơn. Thì lúc đó là chia sẻ anh chị vào sau. Dự kiến là quanh tầm khoảng 12.5, 13. Nhưng thời điểm hiện tại thì những cổ phiếu là nó về đến những cái vùng hấp dẫn trước thì mình đánh trước hoặc là có thể cược trước trong những giai đoạn này. Đúng không chị? Cho nên là trong nhịp này thì Nhất đánh giá đối với BSR đang tích lũy biên. Đúng không chị? Đó thì cái biên hỗ trợ cực kỳ mạnh là quanh tầm khoảng 21.5, 21.3 là vùng hỗ trợ mạnh. Nhất cho rằng đối với anh chị nào vẫn quan tâm đến cổ phiếu nhóm ngành dầu khí hay cổ phiếu của nhóm năng lượng thì anh chị có thể quan tâm đến cổ phiếu BSR là một trong những cổ phiếu đang có dòng tiền vào cực kỳ tốt. Cả về kênh ngắn hạn, cả về kênh trung hạn, anh chị có thể cược được. Đó. Đương nhiên anh chị cũng xác định tâm thế là khi anh chị mua được vùng cao thì khả năng bị rung lắc nó sẽ lớn hơn. Tuy nhiên ở một vùng cao nếu giả sử anh chị mua chiến lược hỗ trợ thì độ an toàn nó sẽ cao hơn là mua chiến lược breakout, đúng không? Giai đoạn vừa qua Nhất chia sẻ anh chị vùng này là đối với BSR là vùng biên cản rồi, cũng là vùng chốt ngắn hạn rồi, đúng không anh chị? Vùng chốt ngắn hạn.
Đó, khi nó sideways trong biên thì giai đoạn này anh chị đánh ở đâu đó cứ biên cản 24.5. 25 là vùng bán ngắn hạn. Và vùng mua ngắn hạn là quanh tầm khoảng 21.3, 21.5 cộng trừ là vùng nhặt ở trong ngắn hạn. Nhất cho rằng với nhịp rung lắc điều chỉnh của thị trường trong giai đoạn hiện tại đang phân hóa tích lũy trở lại sau một nhịp bật tăng tương đối mạnh, đúng không chị? Thì giai đoạn này thị trường đang sideways tích lũy và các nhóm ngành đang có sự phân hóa. Đó. Có những nhịp rung lắc điều chỉnh hoảng loạn trong ngắn hạn thì Nhất cho rằng là cái nhịp mà thuận lợi để anh chị gia tăng hoặc là lấy thêm vị thế hoặc lấy mới vị thế những cổ phiếu như BSR này tiếp theo anh chị. Đó. Đây nhá. Cho nên anh chị chuẩn bị tinh thần trước. Khi anh chị có sự chuẩn bị trước đối với những cái vùng mua như này thì anh chị sẽ có những cái vùng mua thuận lợi hơn. Đúng không? Như BSR nhịp này em Nhất chia sẻ anh chị chuẩn bị tinh thần trước là quanh cái tầm khoảng 21.3, 21.5. Đúng không anh chị? Là cái phiên mà vào 28 tháng 6. Giai đoạn này cũng vậy, nó đang lình xình rung lắc, tích lũy, điều chỉnh. Thì dự kiến là khi nó có quanh cái vùng 21.3 đến vùng 21.7, Nhất cho rằng là cái vùng này anh chị có thể cược được đối với BSR trong tuần tới. Đó, anh chị nhá. Bên cạnh đó, một cổ phiếu đối với cổ phiếu nhóm ngành năng lượng thì Nhất cũng đánh giá cao đối với cổ phiếu PVB. Đó anh chị. Về kênh xu hướng ở trong chung dài hạn, trong vòng 1 năm rưỡi vừa qua đối với PVB nó vẫn đang duy trì một kênh xu hướng tăng chủ đạo với biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tương đối tích cực. Nó vẫn duy trì được một kênh xu hướng tăng chủ đạo trong trung hạn. Những nhịp rung lắc điều chỉnh trong ngắn hạn đều bật tăng, có dòng tiền trở lại. Đó, tiếp tục cái kênh tăng. Đối diện. Đó. Và động lực cũng như là dòng tiền ở trong ngắn hạn cũng vẫn đang tốt và kênh xu hướng ở trong ngắn hạn nó cũng vẫn đang duy trì được. Đó. Cho nên là những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn Nhất cho rằng là những cái điểm mua gia tăng tiếp theo đối với các cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí. Đúng không anh chị? Cái điểm mua đầu tiên anh chia sẻ anh chị này là cái điểm mua mùng 1 tháng 3. Đúng không? Điểm mua khuyến nghị thứ hai cùng với nhịp mua BVS này. Đúng không anh chị? Là cái phiên 24 tháng 4 đấy anh chị. Đúng không? 24 tháng 4. Đó, khi mà thị trường đảo chiều trong ngắn hạn, điểm vào của BVS và PVB là phiên ngày hôm 24 tháng 4, nó chính là cái phiên này. Đúng không? Đó. Nó chính là cái điểm mua này. Tiếp đến trên động lực bật tăng, đó, mình sẽ không mua được. Nhưng đối với nhịp rung lắc điều chỉnh, nhịp vừa qua 28.6 cũng là điểm mua cả về ngắn hạn. Cũng có thể là kỳ vọng ở trong trung hạn trong giai đoạn tới. Đúng không anh chị? Đó. Nhịp vừa qua Nhất cũng tương tự như cổ phiếu BSR, cũng chia sẻ anh chị là chúng ta đánh biên này đã. Đúng không anh chị? Đánh biên. Tiệm cận lên biên bên đỉnh này, trên đỉnh này, đầu vào chưa quyết liệt khả năng vẫn gặp áp lực rung lắc. Cho nên tạm thời ở trong ngắn hạn thì Nhất cũng chia sẻ anh chị lên đây đâu đó chúng ta tạm thời bán. Bán một phần trong ngắn hạn. Như PVB này, Nhất bán 10 lợi nhuận 12%. Đúng không? Sau cái nhịp công khai chia sẻ anh chị về điểm mua đối với cổ phiếu PVB. Giai đoạn này tiệm cận quanh đỉnh rồi, nỗ lực vượt đỉnh không thành công, nói chị. Áp lực tiếp cung quanh cái vùng đỉnh trong ngắn hạn này vẫn lớn thì có khả năng là đối với PVB này nó xây lại cái nền tích lũy quanh cái biên hỗ trợ là bao nhiêu? 27.5 cộng trừ và biên cản là vẫn là cái biên 32.5 đến vùng 33 cộng trừ trong giai đoạn này. Kênh xu hướng tăng tốt với nhịp rung lắc điều chỉnh với thanh khoản thấp là ok, cho thấy là áp lực bán ra là cũng không nhiều. Nhịp này cũng vậy, rung lắc điều chỉnh mặc dù với biên độ giá giảm lớn nhưng mà cái áp lực của lực cung tiết ra thì cũng không nhiều, đang tích lũy lại trong cái biên này. Thì cái biên vùng hỗ trợ tầm khoảng 27.5 về quanh tầm khoảng 26.5, Nhất cho rằng đây là vùng điểm mua trong ngắn hạn tiếp theo trong thời gian tới. Đó anh chị, là vùng nếu giả sử anh chị có quan tâm đến nhóm ngành dầu khí thì anh chị có thể quan tâm đến hai cổ phiếu này. Đó. PVB quanh vùng 26.5 đến vùng 27.5 là vùng Kijun 65 này và Kijun 129. Trung bình giá của nhà đầu tư 3 tháng rưỡi đến 6 tháng là vùng em Nhất cho rằng anh chị có thể cược được một nhịp hồi phục trong ngắn hạn, thậm chí là sau những nhịp tích lũy đó, tiếp tục kênh tăng trong trung dài hạn đối với PVB. Khi mà kênh trung dài hạn trên khung đồ thị tuần hoặc là trên khung đồ thị tháng ấy, thì PVB nó đã bước vào một cái kênh xu hướng tăng ở trong trung và dài hạn rồi. Đó. Nên nó xác định một kênh xu hướng chủ đạo rồi thì bây giờ câu chuyện là chúng ta chỉ cần lựa chọn những điểm vào trong ngắn hạn làm sao
thiết lập những vùng quản trị rủi ro thuận lợi nhất thôi, đúng không anh chị? Đó. Làm sao những cái vùng kiểm soát rủi ro anh chị để cái mức kiểm soát rủi ro nó phù hợp thôi, đúng không anh chị? Đó. Ví dụ như một số các điểm mua đâu đó cắt lỗ để tầm khoảng 5% là chấp nhận được, đúng không? 5-7% là chấp nhận được. Cái nhịp trước cũng vậy, đúng không? Đó. Thì trong giai đoạn này thì Nhất cho rằng là thị trường đang khó khăn trong ngắn hạn, nhưng nó là cái cơ hội ở trong cả ngắn hạn và trung hạn trong giai đoạn tới, khi anh chị bắt được cái vùng đảo chiều trong ngắn hạn đối với một số cổ phiếu mà đang thể hiện là lực cầu dòng tiền vào đang tương đối tốt, nhóm ngành năng lượng anh chị nhá. Ok, nếu anh chị thấy những sự chia sẻ là hữu ích và hy vọng là chúng ta lại một lần nữa bắt được cái nhịp đảo chiều ở trong ngắn hạn đối với các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí một lần nữa nha. Đó, nhịp vừa qua chúng ta bắt đảo chiều tương đối nhiều, đúng không? Bắt đảo chiều PVB này, đúng không? Bắt đảo chiều PVB này. Rồi đối với cổ phiếu BSG cũng tương tự vậy, đúng không anh chị? Rung lắc điều chỉnh này, bắt này, rung lắc điều chỉnh bắt này, nhịp này rung lắc điều chỉnh cũng có thể bắt được. Anh chị nhá. Ok, đầu tiên là về cổ phiếu nhóm ngành dầu khí. Cũng là một cái nhóm ngành mà trong giai đoạn vừa qua các cổ phiếu trụ thì cũng có nhóm ngành dầu khí vận động là cực kỳ tốt, đúng không anh chị? Đó. Nó có cái tín hiệu là dòng tiền vào ở trong ngắn hạn trong vòng 10, 14 đến 15 tuần vừa qua là tương đối là tích cực, đúng không anh chị? Đó, cho nên là chúng ta follow theo những cái nhóm ngành có dòng tiền vào vào tốt thì khả năng rủi ro trong ngắn hạn của anh chị sẽ thấp hơn, đặc biệt ở trong những vùng cao. Đó. Một nhóm ngành nữa ở đây thì Nhất đang đánh giá cao đối với nhóm nhóm cổ phiếu năng lượng điện. Đây chị nhá. Trên kênh trung hạn, đầu tiên là phải nói đến cổ phiếu POW nữa. Giai đoạn vừa qua cầu vào tương đối mạnh, họ tiệm cận lên quanh vùng cản trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 2 năm gần nhất là quanh vùng giá 15. Đó. Như vậy nó đang kéo được một nhịp từ giá 10 mà lên đến tận 16, như vậy tăng được 60%. Tăng được 60% từ tháng 4 đến tháng 7 thời điểm hiện tại, như vậy thì tương đương với tầm khoảng 3 tháng tăng 60% là cũng là cái con số là tăng tương đối mạnh. Đó. Cho nên là giai đoạn vừa qua đối với những một số cổ phiếu như POW trong giai đoạn này, đó chị, nó đang chững lại đà tăng và gặp cái bối cảnh thị trường chung đang rung lắc tích lũy và có những cái áp lực bán trong hoảng loạn như này. Đó. Mà trong khi đó nhìn tương quan giữa cung cầu ở trên kênh trung hạn thì chúng ta mới có một một tuần là bị áp lực bán thôi, đúng không? Trong khi đó chúng ta có 2, 4, 6, 8, 10, 11 tuần có lực mua lên đối với cổ phiếu POW tương đối mạnh. Đó. Cho nên khi mà về đến vùng trung bình giá của cổ phiếu POW này trong vòng 17 tuần gần nhất thì Nhất cho rằng là ít nhiều POW sẽ có động lực hồi phục tích lũy xây lại cái nền quanh vùng này. Đó. Đúng không anh chị? Đó, ít nhiều có một nhịp trong ngắn hạn hồi phục lên cho anh chị. Và thậm chí cơ hội đảo chiều tích lũy trở lại tiếp tục cái kênh xu hướng tăng trong trung và dài hạn trong giai đoạn tới. Đó. Cái nhịp vừa qua thì mua đuổi rất khó để lựa chọn điểm mua. Đối với cổ phiếu POW giai đoạn vừa qua này, nhịp rất khó để mà thiết lập những vùng quản trị rủi ro trong cả ngắn hạn và trung hạn. Đúng chị? Và đây cũng là cái nhóm cổ phiếu có dòng tiền vào tốt. Và những nhịp rung lắc điều chỉnh hoảng loạn này nó đã về đến vùng trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 3 tháng rưỡi gần nhất và 6 tháng gần nhất. Đúng chị? Lên thì lên thang bộ nhưng xuống thì đang xuống bằng thang máy. Đúng chị? Về đến vùng cân bằng vùng trung bình giá nhà đầu tư 3 tháng rưỡi và 6 tháng. Nhất cho rằng trong cái giai đoạn này ít nhiều khi mà giá chạm về vùng mây hỗ trợ mạnh, rồi là giá điều chỉnh về vùng trung bình giá của 3 tháng rưỡi 6 tháng, ít nhiều đối với POW trong giai đoạn tới cộng trừ tầm khoảng một giá quanh cái vùng 13 cộng trừ, đó, khả năng nó sẽ có nhịp bật tăng trở lại. Thì Nhất cho rằng là trên cái đà giảm như này anh chị có thể lấy vị thế quanh cái vùng giá 13 13.3 cộng trừ thời điểm hiện tại là tương đối ok. Với động lực giảm trong ngắn hạn đang còn thì khả năng cái phiên đầu tuần tới anh chị có thể kê kê trước. Đối với anh chị nào đánh thận trọng an toàn anh chị có thể nhập 50%. Sau đó có tín hiệu đảo chiều trong cái vùng vùng hỗ trợ mạnh trên kênh ngắn và trung hạn như này, lúc đó anh chị có thể gia tăng thêm 50% còn lại. Còn đâu anh chị là mạnh dạn nhất cho rằng anh chị có thể quất luôn quanh tầm khoảng 13 cộng trừ, mua luôn 100% luôn trong giai đoạn này. Đó. Anh chị, đôi khi với nhịp mà điều chỉnh mạnh này nó hồi lên rất nhanh anh chị nhá. Đó. Tương tự như một cổ phiếu mà Nhất chia sẻ anh chị giai đoạn vừa qua này, đối với một số cổ phiếu như cổ phiếu VLC đang vậy, cũng phân tích anh chị, đúng không anh chị? Lắc đỏ khả năng cổ phiếu cầu tốt thời gian qua sẽ kéo lên rút chân rất nhanh, đúng không? Chuẩn bị sẵn kịch bản như VLC là bắt đúng cái nhịp đó là nó kéo lên luôn này anh chị.
trong nhịp mà thị trường hoảng loạn, đúng không chị? Bắt nhịp kéo lên luôn này, đúng không? Ít nhiều chúng ta đánh một nhịp ở trong ngắn hạn được, đúng không? Lên quanh vùng này thì nhận chia sẻ anh chị, đây là cái vùng mà target đối với VLC, mà nhịp vừa qua chúng ta mới bán ở quanh vùng này xong thì nó chỉnh này, đúng không chị? Mới bán xong thì nó chỉnh, đúng không chị? VLC này, đúng không? Đó, cái nhịp chúng ta bắt một nhịp hồi phục lên trong ngắn hạn này, và điểm mua đầu tiên của chúng ta là điểm mua quanh vùng này, đúng không chị? Đó, thời điểm hiện tại nó quay đầu trở lại. Thì tương tự như vậy đối với cổ phiếu Pou, nhất cho rằng là cái vùng này khả năng nó sẽ hồi phục được một nhịp ngắn hạn rất nhanh. Còn nó phản ứng quanh vùng đỉnh này, có hấp thụ cung được đỉnh này để tiếp tục kênh xu hướng tăng hay không thì lúc đó chúng ta sẽ xem xét sau, đúng không anh chị? Đó, nó phải xử lý quanh cái vùng đỉnh này, khối lượng là tương đối lớn thì khả năng nó rung lắc tích lũy như này, đúng không chị? Tích lũy biên, đúng không chị? Còn đâu nếu kịch bản thị trường mà đồng thuận hơn nữa mà break out được thì đâu đó là khả năng cái vùng này cũng có cơ hội là vùng đảo chiều cả về ngắn hạn cả về trung hạn nữa, anh chị có thể cược được, đúng không chị? Các cổ phiếu như BSR hay là những cổ phiếu như BBB nhịp vừa qua nhất chia sẻ anh chị, mặc dù giảm mạnh về đến vùng trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 3 tháng rưỡi và 6 tháng gần nhất là vùng Kijun 65, ít nhiều nó sẽ có một nhịp hồi phục trở lại trong ngắn hạn, đúng không? Rồi PBB cũng tương tự như vậy, chúng ta mua đánh theo hai nhịp như vậy rồi. Đây chị thấy nó cũng về đến cái vùng mà trung bình giá của nhà đầu tư 3 tháng rưỡi và 6 tháng bật tăng trở lại, đúng không? Về lại trung bình giá của 3 tháng rưỡi bật tăng trở lại. Đúng không chị? Đó, như vậy thì nhất chia sẻ anh chị ở đây đối với cổ phiếu Pou là chiến lược đánh hỗ trợ. Và trong một cái nhịp thị trường sideways tích lũy như này thì nhất cho rằng là đánh với chiến lược hỗ trợ. Thời gian vừa qua chia sẻ anh chị rất nhiều cổ phiếu đều có sự thành công cao, đúng không? Đều có sự thành công cao. Ví dụ như Đạt Phương này, đúng không? Đạt Phương chúng ta nhặt trong giai đoạn vừa qua cũng vậy, cũng chiến lược này luôn, đúng không chị? Đạt Phương đây, cái phiên chúng ta bắt đây, nó đang vị thế tương tự như cổ phiếu Pou nhé. Bởi vì Đạt Phương trong giai đoạn này nó sàn hai phiên trong cái nhịp trước, đúng không anh chị? Đây này, 24 tháng 4 này, đúng không? Cái phiên ngày hôm 24 tháng 4 này, đó, 24 tháng 4 cả HSG hay là Đạt Phương này, đó, những nhịp hoảng loạn của thị trường trong ngắn hạn, nhất cho rằng nó là cơ hội cả về ngắn hạn cả về trung hạn nữa. Phiên 24 tháng 4 đó chính là cái phiên này, đúng không anh chị? Đó, sau đó là tạo đáy bật tăng, nó tiệm cận quanh vùng đỉnh thì đây này, form cổ phiếu Đạt Phương này thì nó lại vượt được cả đỉnh cơ, đúng không? Break out vượt được đỉnh này, nó xử lý quanh vùng đỉnh này, cầu vào tương đối tốt, tiếp tục cái động lực bật tăng. Thì vị thế anh chị nắm được cái giá mà khi mà thị trường rung lắc điều chỉnh này, vừa có cơ hội kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn cắt gần và có cơ hội là cầm luôn đến thời điểm hiện tại, đúng không chị? Ngay cả Đạt Phương đến thời điểm hiện tại hay TCH cái nhịp chúng ta bắt giai đoạn trước cũng vậy, đến thời điểm hiện tại anh chị vẫn đang nắm giữ, đúng không chị? Đó, nhất vẫn củng cố đây, BSR chúng ta nhập 16 tháng 5 đến thời điểm hiện tại vẫn đang nắm giữ, chúng ta cũng đánh theo cái chiến lược hỗ trợ, đúng không chị? BSR đánh theo chiến lược hỗ trợ, đúng không chị? Nhịp hoảng loạn trong ngắn hạn nhưng nó là cái cơ hội ở trong trung hạn, đúng không chị? Đối với BSR, đúng không chị? Đây, điểm mua trong trung hạn, điểm mua trong ngắn hạn, cơ hội cho trung hạn vùng này vẫn có, đúng không chị? Sau một nhịp bật tăng mạnh thì nhịp này nó tích lũy rồi. Cho nên là nhất cho rằng là trong giai đoạn này nhé, rất nhiều cổ phiếu điện giai đoạn vừa qua đấy, mua đuổi rất khó có điểm mua an toàn. Nhưng đối với nhịp điều chỉnh như này, nhất cho rằng là an toàn hơn là những nhịp mà mua đuổi quanh những vùng đỉnh. Đó. Đối với nhịp thị trường rung lắc trong giai đoạn này, anh chị nhá. Đó, quanh vùng 13 cộng trừ. Nhịp này cũng có một số cổ phiếu điện khác nữa mà nhất cho rằng là cũng là cơ hội cực kỳ lớn. Cổ phiếu PC1. Đó, anh chị lưu ý nhá, PC1. À, Pou đúng không? PC1 nhịp này thì vẫn còn hơi xa, nhưng nó cũng là cổ phiếu giữ được cái giá cũng khá tốt. Nhịp vừa qua nó lắc về đúng vùng hỗ trợ, sau đó nó hồi lên. Đó. Thì trong giai đoạn này nếu anh chị cho rằng thị trường vẫn còn rung lắc điều chỉnh mà cổ phiếu này vẫn còn giảm thì anh chị đâu đó có thể nhập quanh tầm khoảng 29.5 về quanh tầm khoảng 28 cho em nhé. Đó. Bắt khi cổ phiếu nó chỉnh thêm. Đó. Còn đâu cổ phiếu để mà anh chị bắt luôn ở thời điểm hiện tại thì nhất cho rằng anh chị có thể cược luôn đối với Pou ngay trong phiên đầu tuần có giá luôn. Đó anh chị. Còn anh chị chờ thêm tí nữa hoặc quan sát thị trường thêm tí nữa thì nhất cho rằng là anh chị có thể là
lấy vị thế đối với Powell này, bởi vì trong cái phiên ngày hôm thứ năm thị trường vẫn đi tìm những đáy mới, mà trong khi đó PC1 nó hồi phục lên trước rồi, nó không quay trở lại về vùng thấp nhất của phiên ngày hôm thứ tư nữa, đúng không anh chị? Đó, nên đây cũng là cổ phiếu tương đối tích cực khi kênh xu hướng của PC1 đáy đã tạo rồi, kênh xu hướng thì vẫn đang duy trì được, thậm chí 12 tuần gần đây cầu vào đối với các cổ phiếu điện là tương đối mạnh, đúng không chị? Biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tốt, duy trì và giữ giá được tương đối là khỏe, đúng không chị? Đó, cho nên trong giai đoạn này Nhất cho rằng là đối với nhịp mà PC1 nó rung lắc về quanh cái biên hỗ trợ trung bình giá của nhà đầu tư 3 tháng rưỡi và 6 tháng, anh chị có thể lấy được vị thế. Được được. Nếu giả sử như có rủi ro thì Nhất cho rằng những cổ phiếu điện đang có dòng tiền vào tốt này không thiệt hại nhiều. Thậm chí anh chị có thể cơ cấu hòa nếu kịch bản thị trường không đồng thuận, đúng không chị? Đó, anh chị theo dõi ở kênh thì có thể là xem những cái góc nhìn của em Nhất về diễn biến của thị trường giai đoạn hiện tại như thế nào ở cái video gần nhất em Nhất livestream phiên ngày hôm qua. Đó, để anh chị xác định luôn về cái tâm thế của thị trường ở thời điểm hiện tại trên kênh xu hướng trong trung dài hạn cũng như nhịp ngắn hạn như thế nào. Để anh chị tự tin hơn đối với lấy những cái vị thế cổ phiếu trong những nhịp trong ngắn hạn. Anh chị nhé. Đó, anh chị có thể xem cái video ngày hôm qua Nhất livestream chia sẻ anh chị về góc nhìn thị trường. Còn bây giờ chúng ta chỉ là quay trở lại đối với vị thế các cổ phiếu điểm mua bán ở trong ngắn hạn như thế nào để có thể cầm được trong trung dài hạn trong giai đoạn tới thôi. Đặc biệt là lựa chọn những nhóm ngành đang có dòng tiền vào tốt. Nói chuyện. Đó anh chị nhá, đó là cổ phiếu PC1. Đó, tiền giai đoạn vừa qua vào cũng khá tốt, kênh xu hướng vẫn duy trì được. Chưa lần nào nó về đến trung bình giá của nhà đầu tư 3 tháng rưỡi và nhịp này nó gần về. Đó. Cho nên là đối với anh chị là đang tìm kiếm cổ phiếu để nắm giữ cả ngắn hạn và kỳ vọng trong trung hạn thì Nhất có thể gợi ý anh chị hai cái nhóm cổ phiếu năng lượng trong cái video này. Anh chị nên quan tâm và chú ý trong tuần tới. Anh chị nhá. Có sự chuẩn bị trước thì lúc đó anh chị sẽ không bỡ ngỡ cũng như là mạnh dạn hơn. Xác định về tâm thế của thị trường rồi thì anh chị mạnh dạn bắt những vùng thuận lợi nhất trong ngắn hạn cũng như là có thể kỳ vọng trong trung dài hạn. Nói chị giai đoạn qua vừa qua cũng vậy, những nhịp hoảng loạn nhất thì thường em Nhất lấy cho anh chị những vị thế đâu đó có vùng kiểm soát rủi ro, tỷ lệ risk reward, tỷ lệ lời trên lỗ hấp dẫn luôn anh chị. Đó, đây ví dụ như một số cổ phiếu này BCM cũng vậy, cắt lỗ cũng rất là đơn giản, đâu đó dưới 5%, SPG cũng vậy cắt lỗ dưới 5%, rồi BSR hay là cổ phiếu VLC, TCH, Đạt Phương hay là các cổ phiếu dệt may nhặt trong cái nhịp mà thị trường đảo chiều trong ngắn hạn, đảo chiều tạo đáy ngắn hạn đi lên, đúng không? Như cổ phiếu như TNG là chúng ta cũng bắt chiến lược tương tự, đúng không chị? Trung bình giá của 6 tháng, đúng không chị? TNG này, đúng không chị? Và một số các cổ phiếu khác cũng vậy. Đó, nó chính là cái điểm mua này anh chị. Đó, trong một nhịp mà thị trường hoảng loạn nhất nó là cái cơ hội tương đối lớn. Đó, TNG 16 tháng 4 đây, nó là chính phiên này. Đó, nó là quanh cái vùng mà đang hoảng loạn đấy, anh chị. Nó chững lại đó và có những phiên hồi phục đầu tiên. Hai cổ phiếu GVR nhịp vừa qua chúng ta cũng đánh cũng vậy, đây anh chị cũng là nhịp đâu đó thị trường đang hoảng loạn đó, nhặt cái phiên ngày hôm 24 23 tháng 4 anh chị. Đó, cho nên là Nhất cũng chia sẻ anh chị rồi về tâm thế của thị trường trong trung dài hạn thì những nhịp hoảng loạn trên một kênh xu hướng uptrend là những cái cơ hội để lấy cái vị thế cổ phiếu cả về ngắn hạn cả về trung hạn. GVR đúng không anh chị, là cái phiên này anh chị chạm đúng vùng trung bình giá của 3 tháng rưỡi bật tăng đi lên thì vị thế anh em cầm cái vùng này nó có thể là chống đỡ được nhịp rung lắc thời điểm hiện tại của thị trường, đúng không anh chị? Đó. Đó, hoàn toàn những cổ phiếu này thì Nhất vẫn đang củng cố tinh thần anh chị nắm giữ nhé, bởi vì cái vị thế anh em thuận lợi rồi đó, cũng có thể là chấp nhận được rung lắc 5-10% trong ngắn hạn đó. Có những cổ phiếu tối ưu hóa lợi nhuận trong ngắn hạn rồi đúng không chị? Ok chị nhé. À, bên cạnh đó thì nếu như chị nào mà chưa có người đồng hành thì có thể là đồng hành cùng em Nhất và anh em trong team nhé để tham gia những room khuyến nghị mua bán và quản lý danh mục cho chị một cách rõ ràng và cụ thể nhất đó. Từ những cái điểm mua cắt lỗ chốt lời và thống kê danh mục cổ phiếu cho anh chị đó. Cắt lỗ chốt lời bao nhiêu, mua gia tăng thêm hoặc là mua lướt trong ngắn hạn thì mua ở điểm mua nào, đúng không? Vẫn có những điểm mua gia tăng này đúng không chị, như BSR, như một số cổ phiếu khác,
Hoặc là gần đây nhất thì chúng ta có cổ phiếu gì nhỉ? Cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng, đúng không chị? Có các cổ phiếu, vị thế của các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng trong giai đoạn này, đúng không? Những cái điểm mua thuận lợi trong ngắn hạn nó có cơ hội anh chị có thể cầm được lâu dài, đúng không? Đó, những cái điểm mua cổ phiếu chia sẻ anh chị này. Đó, như Techcombank này, mua 30 thôi nhưng cắt lỗ thì tầm khoảng 29, tương đương với 3% để cho cơ hội anh chị nắm giữ, thiết lập được vùng quản trị rủi ro. Nói chị với tỷ lệ risk reward hợp lý, cắt lỗ 3% mà không quay về, đúng không? Và thậm chí tăng một mạch lên 55% luôn. Hay như cổ phiếu ACB, đúng không chị? Chúng ta cũng bắt đầu đầu tháng 11, cái nhịp mà chúng ta cũng bắt bắt đáy đối với rất nhiều các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng trong cái giai đoạn mà thị trường 1020, đúng không chị? Đó, trong cái giai đoạn này. Đúng không chị? Đây, 1020 cũng là vị thế thị trường có cái nhịp mà đảo chiều tạo đáy đối với cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 là trong cái nhịp này. Đó là cái nhịp mà chúng ta bắt đáy rất nhiều các cổ phiếu trong ngắn hạn cho cơ hội nắm giữ trong trung dài hạn ấy. Đúng không chị? Đây, phiên 31 tháng 10 này. Đó, là cái nhịp mà ngân hàng là bắt đầu đảo chiều này. Đúng không? Cái nhịp vừa qua chúng ta cũng đang kỳ vọng nhóm ngành ngân hàng là bật hồi trở lại và đảo chiều. Đúng không? Đó là yếu tố mà Nhất cũng chia sẻ anh chị những vị thế các cổ phiếu bất động sản gần đây, à, nhóm ngành cổ phiếu, nhóm ngành ngân hàng gần đây. Đúng không anh chị? Anh chị nhá. Ok, hy vọng là chúng ta có cơ hội đồng hành cùng nhau. À, anh chị theo dõi livestream thì nếu thấy hữu ích thì anh chị có thể là giúp em Nhất một like, một tim để em Nhất tiếp tục ra những cái video chia sẻ cũng như là lựa chọn những cái điểm vào trong ngắn và trung hạn thuận lợi nhất cho anh chị nhé. Hiện tại thì em Nhất và anh em đang hỗ trợ tại công ty chứng khoán VBF, thì cái mã ID hỗ trợ em Nhất là B592 này. Anh chị nào có tài khoản rồi mà chưa có ai đồng hành thì có thể đồng hành với em Nhất và anh em trong team nhé. Anh chị có thể mà thao tác chuyển ID nếu có tài khoản rồi về cái mã B592 và ấn xác nhận liên hệ em Nhất qua số điện thoại trên màn hình để đồng hành với em Nhất và anh em trong team này chị nhá. Đó, bên cạnh đó anh chị nào chưa có tài khoản thì có thể mở tài khoản trên app Smart One này, 3 đến 5 phút là có thể mở tài khoản, điền giúp em Nhất cái mã B592 là mã giới thiệu này và đâu đó là kết nối em Nhất qua số điện thoại trên màn hình để em Nhất đồng hành cùng anh chị trong giai đoạn tới nhé. Đặc biệt là đối với vị thế anh chị nào mà bận rộn không có thời gian bám sát với tình hình thị trường mua nắm giữ lâu dài, hoặc là đối với anh chị nào mà lướt sóng, Nhất cũng có anh em đâu đó tầm khoảng 10 đến 15 anh em bám sát và lựa chọn cho anh chị những cái điểm mua lướt sóng trong ngắn hạn đó, và đặc biệt là những cái room khuyến nghị ở trong ngắn, trung và dài hạn trong giai đoạn tới để giúp cho anh chị tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế thiệt hại ở trên thị trường anh chị nhé. Ok, một cổ phiếu nữa về nhóm điện thì Nhất cho rằng là nó cũng là cổ phiếu rất tiềm năng, bởi vì báo cáo kết quả kinh doanh đối với PPC này cũng khá tốt, nó cũng đã phản ánh được là dòng tiền và bật tăng tương đối là tích cực rồi, và nhịp này cũng đang có một nhịp hoảng loạn. Những cái cổ phiếu mà thanh khoản lớn, thanh khoản bé như thế này thường thì khi thị trường hoảng loạn nó sẽ có sự biến động lớn đó, cái biên độ dao động của nó cực kỳ lớn, anh chị thấy đấy. Thanh khoản nó cũng bé bé thôi. Cái nhịp này Nhất cho rằng là cũng có một số cổ phiếu mà Nhất đang nằm trong cái danh sách theo dõi, trong đó có PVC của nhóm ngành điện, nếu mà mạnh dạn để mà gom ở trong trung dài hạn thì Nhất đánh giá là quanh tầm khoảng 13 đến vùng 14 là có thể là canh gom dần, cộng trừ đâu đó tầm khoảng một giá là có thể gom được, ít nhất thì đánh được một nhịp khả năng nó hồi lên tương đương với tầm khoảng 10 đến 15% trong ngắn hạn, và thậm chí có thể là tạo đáy trong trung hạn luôn. Đó, khi sau một nhịp mà tạo đáy này, kết thúc xu hướng giảm, bắt đầu một cái nhịp mà bật tăng tích lũy trở lại quanh đáy, và nhịp gần đây nhất là bước vào cái kênh tăng trong trung hạn. Đó, mặc dù có nhịp điều chỉnh giảm trong ngắn hạn nhưng nhịp này nó mang tính chất là tích lũy trở lại quanh cái vùng cân bằng trung bình giá của nhà đầu tư 1 năm gần nhất và trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 2 năm gần nhất, quanh vùng 13.5, 14 anh chị. Thì nhịp này thì Nhất cứ ưu tiên hai cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất là cổ phiếu PO và PC1 đó, rồi một số cổ phiếu ở kênh dưới nữa Nhất cũng đang chú ý đối với NT2, nó đang bị đâu đó là tích lũy, cái nhịp tích lũy quanh vùng đáy đó chị. Tình hình kết quả kinh doanh giai đoạn vừa qua thì không được khả quan cho lắm, thì khả năng nó sẽ tích lũy trở lại trên kênh trung hạn đó, thì phải chờ thêm một nhịp nữa, chờ thêm một nhịp nữa thì sẽ có cái vùng đâu đó để anh chị đánh ở trong ngắn hạn đó.
Đây là nhịp này thì Nhất cũng chia sẻ anh chị trước hai cái cổ phiếu mà có điểm vào gần nhất là cổ phiếu PO, đúng không? Trung bình giá nhà đầu tư tầm khoảng 17 tuần gần nhất anh chị nhá. Đó. Và cổ phiếu PC1 mới có dòng tiền vào tốt, cho nên là rung lắc điều chỉnh với dòng tiền lực đỡ của dòng tiền lớn là có thể phòng thủ được, có thể đánh phòng thủ được. Kịch bản xấu thì đâu đó chúng ta vẫn cơ cấu được, kịch bản này là thấp. Nhưng kịch bản tích cực hơn thì đâu đó nó có thể là tiếp tục kênh xu hướng tăng ở trong ngắn hạn và trung hạn, hoặc ít nhất thì là một nhịp hồi phục để cho anh chị đánh target đâu đó tầm khoảng 10-15%. Này đi nha. Ok, đó là góc nhìn của em Nhất về một số các cổ phiếu năng lượng mà Nhất lọc ra cái video cuối tuần này. Anh chị có thể là chuẩn bị vị thế trong cái tuần tới này nhá. Hy vọng là cái sự chia sẻ của em Nhất với tâm thế cho đi nhận lại được anh chị những nút like, những lời động viên tinh thần trên những video này để anh em tiếp tục ra những cái video tiếp theo hỗ trợ anh chị về các vị thế cổ phiếu anh chị nhé. Đặc biệt nếu anh chị có thêm cổ phiếu nào mà cần sự hỗ trợ có thể bình luận phía bên dưới phần mô tả và top chat để em Nhất hỗ trợ anh chị nhé. Ok, cuối cùng thì cảm ơn anh chị đã quan tâm lắng nghe, đặc biệt là em Nhất cảm ơn anh chị đã like và thả tim anh chị nhé. Và hẹn gặp lại anh chị vào những video livestream sau. Xin chào và hẹn gặp lại.